Toyota Vios 2015 mà giá chỉ có trên 200 và chưa tới 300 triệu các bác nhá. Các bác nhìn xem form dáng rất đẹp. Một dòng xe ít xăng, một dòng xe form dáng rất đẹp mắt. Giá tiền thì lại rẻ đúng không ạ? Rất là phù hợp cho bác nào mua về sử dụng đi làm, chạy dịch vụ hay là mình kiếm tiền bất cứ mục đích gì đúng không ạ? Thì chiếc xe này quá là phù hợp. Ok đây. Các bác nhìn xem nhá, bên ngoài thì nó là màu vàng cát này, bên trong cũng vậy, bên trong thì màu vàng cát và màu đen. Đây, em sẽ đi một vòng xung quanh cho bác ngắm về cái mẫu xe Vios này của bên em. Các bác quan tâm đến chiếc này, alo bên em, gọi điện cho bên em, nhắn tin cho bên em để bên em chốt giá đẹp nhất cho toàn thể các bác mua các bác nhá. Con này của em được cái là biển Hà Nội nữa luôn các bác ạ. Đây, biển Hà Nội luôn các bác nhá. Đấy, máy số của xe thì vẫn còn zin luôn, thân vỏ là không có lỗi tai nạn đâm đụng gì. Xe không lỗi, các bác mua về đi luôn, đi ngay, dùng ngay thôi, không phải sửa gì cả các bác nhá. Dòng này thì nành rồi, bền rồi, phụ tùng thay thế thì cũng rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Chiếc này chỉ bàn về giá thôi, mà không bàn về chất lượng của xe, các bác nhá, xe ok rồi đấy ạ. Với tầm tiền chưa tới 300 triệu thì em thấy là quá ok rồi, đúng không ạ? Trang bị có những gì thì bây giờ thì em sẽ tả cho bác mình luôn nhá. Thì là có gương kính điều chỉnh điện. Đây là gương kính điều chỉnh điện của chiếc xe nằm ở cánh lái đây. Và đây là hệ thống gương. Gương có cục gương các bác nhá, chỉnh mặt gương. Đấy rồi vô lăng này, vô lăng này thì anh chủ trước cũng đã được độ rồi các bác nhá. Đấy, độ rồi. Và các bác nhìn xem. Đấy, sơn vân gỗ ở cái vị trí này rồi. Vị trí bên ngoài là bọc da này. Vô lăng của xe là vô lăng ba chấu có túi khí được nằm ở giữa vô lăng. Bên kia cũng có một túi khí nữa các bác nhá. Và có màn hình giải trí, cam lùi rất đầy đủ. Hệ thống điều hòa sử dụng tốt, mọi chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường các bác nhá. Đấy, xe ok các bác nhá. Lốp của xe vẫn rất là dày. Đấy, có la răng đúc, rồi có phanh đĩa, rồi có xi nhan nằm ở trên gương. Đấy, các bác thấy đây đúng không ạ? Một vòng xung quanh cho các bác ngắm nhá. Bác nào đúng chân gọi điện sớm với em để sở hữu con xe này. Xăng nhiên liệu của xe là quá ít luôn. Máy 1.3 dao động tầm khoảng là trên dưới 5 lít trên 100 km thôi. Rất ít xăng luôn đúng không ạ? Form dáng đẹp, nhìn như là những chiếc xe đời cao nhiều tiền. Các bác gọi điện cho bên em theo 3 số điện thoại hotline là 093 858 6307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Ba số hotline, ba số bên em đang dùng Zalo, các bác hãy kết nối để được sở hữu con xe này nhá. Bên em có đổi xe và có đổi những cái vật dụng gì có giá trị quy ra tiền mặt là bên em đều đổi hết các bác nhá. Đổi cả xe máy, đổi xe máy lấy ô tô, đổi ô tô lấy xe máy cũng được các bác nhá, xe gì cũng được. Ok ạ. Địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương. Rất là nhiều xe, có cả là hơn 100 đầu xe, gần 200 đầu xe các loại để cho mình tham khảo nhá. Tha hồ lựa chọn luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn xem, với lốp sơn bên ngoài xe rất sáng bóng, rất đẹp mắt. Và phần đèn của xe đây, các bác nhìn xem còn trong. Phần lạ ra đang của xe được ốp lốp rồi, nhìn sáng bóng đúng không ạ? Đèn gầm của xe được còn rất là trong đây đúng không ạ? Đây la răng đúc này. Đấy, xi nhan gương này. Đây các bác nhá. Đăng kiểm của xe thì nói chung là cũng không còn dài, nhưng con xe này thì các bác về mình đăng kiểm được 1 năm một lần các bác nhá. Đăng kiểm thoải mái một lần. 2015 cơ mà đúng không ạ? Xe cứ dụng được 12 năm thì nó sẽ xuống còn 6 tháng các bác nhá. Đấy. Con xe này của em thì có thấy là mới sử dụng được có mấy năm thôi đúng không ạ? Từ 2015 đến bây giờ mới được 7 năm thôi đúng không ạ? Còn 5 năm nữa cho mình để mình đăng kiểm 1 năm. Rồi bây giờ thì em sẽ quay chi tiết các bác xem phần nội thất bên trong của chiếc xe. Đấy, quay chi tiết luôn đi các bác nhá. Yeah, đây là phần mép cửa này. Đấy, mép cửa đây. Những phần đồ nhựa, những phần đồ da bên trong nội thất của xe vẫn còn ok các bác nhá. Các bác nhìn xem này còn ok này. Em quay gần. Đấy, sáng sạch sẽ gọn gàng. Không bị xấu kém. Đấy, vách cửa đây, móc chốt khóa của xe sáng đẹp đúng không ạ? Từ những cái phần chân ghế của xe là không bị han. Bộ ghế da của xe là còn đẹp, không bị xước rách gì cả. Đấy, bộ ghế đẹp các bác nhá. Côn số lái của xe nhẹ nhàng, phanh tay phanh chân đều ăn cả. Thông tin của chiếc xe thì bên em đều ghi lên trên và đặt lên đây. Chỗ này có túi khí an toàn đây các bác này. Đấy, có túi khí an toàn đây nhá. Chỗ này là một cốc đồ. Chỗ này là có một cái vị trí để cho mình đựng nước. Đấy. Vị trí bật công tắc điều hòa của chiếc xe nằm ở đây các bác nhá. Chỗ này là một cái khay đựng đồ này, có cái da 12V này.
Đấy, đồ nhựa cửa gió xe là không gãy vỡ gì. Đấy, màn hình đây. Đấy, màn hình đây các bác nhá. Có khóa khiển nhá. Đây khóa khiển đây này. Vô lăng lái xe cũng rất là nhẹ. Đấy, số bảo cũng rất là nhẹ các bác nhá. Sàn của xe thì con thấy được mộc da rồi. Có lót ở trên nữa rồi đúng không ạ? Cột kèo đính đáng zin. Đốt vỏ nó gõ kêu long cong. Con xe này thì em thấy là nhất là được màu, thứ hai được biển đúng không ạ? Biển Hà Nội mà lại màu là màu vàng cát. Giá tiền thì cũng rất là hợp lý thôi. Các bác cứ xem qua video hình ảnh đi. Ok được thì các bác gọi điện cho bên em nhé. Có thể bên em ship xe đến tận nơi, có thể là các bác đến xem xe trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương các bác nhá. Nếu bác nào mà đến được thì tốt nhất rồi đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Vì mình đến thì mình xem, có thể là xem xe này, có thể xem xe khác, nó có nhiều sự lựa chọn hơn đúng không ạ? Nội thất của cái dòng xe viết đời cao này thì nhìn nó sẽ rộng rãi đi, các bác nhìn xem những hàng ghế bây giờ nhìn nó rất rộng đúng không ạ? Không bị chật hẹp gì. Trần con xe thì vẫn là trần nỉ các bác nhá. Vẫn trần nỉ đây. Nói chung là lần lượt từng vị trí một thì em sẽ quay cho bác xem. Xe nào cũng thế, xe nào cũng vậy. Các bác xem lần lượt. Các bác ưng mẫu này, nhanh tay nhấc máy gọi điện bên em để bên em chốt cho các bác mình giá ok nhất mình mua các bác nhá. Bên ngoài thì các bác thấy là được bọc dán kính màu đen rồi, tay nắm cầm xe được ốp lốp rồi đúng không ạ? Sơn xi thì bóng đẹp. Đèn trước đèn sau ok. Đây con xe này trước sau ok nhá. Đuôi gió các thứ đầy đủ kìa. Không phải đuôi gió mà cần ăn ten, em nhầm là cần ăn ten nhá. Cốp đằng sau rộng rãi để đồ thoải mái luôn các bác ạ. Có cam lùi. Chúng ta em đang quay rất là gần, các bác xem đi. Đấy. Ok nhá, đèn trước đèn sau đẹp đúng không ạ? Ốp lốp cả những vị trí bình xăng đây rồi, cho xem. Dòng xe này thì nó cũng không có nhiều tính năng và option, không có nhiều thiết bị hiện đại. Thì ở đây em cũng giới thiệu cho các bác mình xem độ đẹp của xe thôi. Dòng này nó không có gì các bác nhá. Nói chung là dòng này quan trọng nhất là máy số thôi đúng không? Và thân vỏ quan trọng nhất. Để con xem. Đấy, những cái gioăng của xe nó cũng không bị rách đúng không? Các bác nhìn xem. Không bị rách nhá. Đấy, nội thất của nó như này em thấy là khá là ok đúng không ạ? Bốn kích điện lên xuống êm ái nhẹ nhàng. Cửa đóng khá là êm đúng không? Khá là êm luôn. Rồi, vào đây tiếp tục em mời các bác xem đến cái vị trí tiếp theo nữa của chiếc xe. Các bác đang ngồi rảnh tay nhấn like và nhấn chia sẻ của em nhé. Nhấn like như này này, nhấn like như này nhá. Và mình nhấn nút chia sẻ ở phía dưới màn hình điện thoại của các bác. Chia sẻ như vậy, mình nhấn like như vậy cũng là một cách để ủng hộ em. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây các bác xem. Bác nào đang quan tâm đến xe ô tô cũ thì có thể đến trực tiếp tại bên em. Đấy, có thể là các bác không đến được hay chưa đến được thì mình cứ đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trên trang fanpage của Facebook đấy ạ, để thường xuyên theo dõi và cập nhật video mới nhất em đăng lên. Khi nào mà mình có tiền, khi nào mà thấy chiếc xe nào phù hợp thì lúc đấy mình gọi điện cho bên em, và các bác lưu số điện thoại vào nhá. Khi nào mà cần thiết thì mình gọi điện bên em. Có thể là các bác bán xe bên em, có thể là các bác mua xe của bên em. Đấy, các bác lưu số lại, khi nào mà có nhu cầu gì mình điện cho bên em được tiện lợi hơn. Cái này là cái kẹp mới này. Vâng, cái này là cái kẹp giấy nóc đây. Tiếp quay cả gầm nhé, quay cả gầm cho bác mình xem luôn. Mời các bác qua ủng hộ bên em nhé. Giá cả bên em sau để cho bác mình hợp lý nhất. Trên thị trường nhiều chỗ bán xe nhưng mà quan trọng các bác ủng hộ ai thôi đúng không ạ? Cảm ơn bác đã xem video này của em. Cảm ơn rất là nhiều bác nhé. Đây gầm đây. Nói chung là gầm ok. Máy ok các bác nhá. Máy zin, máy ngon. Em sẽ kéo cái phần lắp cabo lên. Trong đây nó có cái nút để mình kéo cabo các bác nhá. Các bác đợi em một chút xíu thì em sẽ cho cái lắp cabo lên. Một tay hơi khó một chút đúng không ạ?
cái carbon này nó vẫn đang bị nó bị tuột các bạn, nó tuột cái chỗ này nó hơi trùng, dây nó hơi trùng một tí thì thôi luôn. Nếu bác nào muốn xem thêm cái vị trí khoang máy thì báo bên em, thì bên em gửi hình gửi video cho bác xem qua Zalo đi. Và em sẽ chỉnh cái dây giật cabo luôn nhá, nó bị trùng cơ mà. Hôm rồi vẫn giật được bình thường, hôm nay tự nhiên lại không giật được thì em thấy vừa em chạm mà thấy nó hơi trùng trùng. Mà em lại dùng một tay cầm điện thoại rồi. Hơi khó một chút. Thôi rồi nhá, thì bác nào muốn xem thì bảo bên em gửi qua Zalo cho. Xin cảm ơn bác rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ đến video này của bên em. Các bác thắc mắc gì cứ alo nhá. Sang tên đổi biển cũng chứng minh quyền, rút hồ sơ bên em hỗ trợ cho bác mình luôn. Và ship xe, chuyển xe toàn quốc bên em cũng hỗ trợ luôn nhá. Các bác gần xa mọi miền Tổ quốc đều có thể mua xe bên em được. Vâng, video này thì em đã quay xong và giới thiệu cho bác mình thông tin rồi. Các bác chỉ việc bàn về giá thôi các bác nhá. Xin cảm ơn ạ.